Vâng, em Thành Trung và Lê Hồi xin chào cả nhà. Vâng, đến giờ Lê Hồi xin chào cả nhà. Vâng, đầu tiên em xin cảm ơn chị Chủ tịch, chị Cố vấn cùng toàn thể các anh chị em trong ban quản trị. Anh còn soi,
ca sĩ của tối hôm nay ạ. À.